Trời ơi, đúng là đôi giày mình hằng mơ ước luôn đó. Bạn thân, cho mình sờ xíu đi. Đôi giày này là của bà nội bạn mua cho bạn đó hả? Không thể nào được. Nếu bạn nói đôi dép tổ ong là của bà nội mua cho bạn á thì mình còn tin. Còn cái đôi patin này á, không thể nào của bà nội bạn mua cho bạn được. Mận. Oh my god. Bạn gái mới của bạn hả? Tào lao, bà nội tao đó. Gì? Bà nội của bạn? Làm nhìn bà nội tao dữ vậy? Bạn thân ơi, bà nội của bạn á không phải con người. Tào lao. Bạn hiểu lầm mình. Ý của mình nói á, cái trình của bà nội bạn gắt lắm. Bà nội bạn có một cái nét đẹp rất là dị, thuộc dạng hiếm có khó tìm. Trăm năm mới có một lần, phải tung mấy kiếp mới sinh ra bà. Ủa, hai đứa quý mẫn gì đây, lại ngồi với nội đi. Rồi selfie, cùng selfie với mình. Ờ, wow. Thăm mộ lại chụp hình với nội đi. Bà nội bạn biết selfie luôn. Trời ơi, nội là chuyên gia selfie mà bà nó thấy con quá đi. Nội si tin mà. Con hâm mộ nội quá. Đi. Thích nội quá. Nè, dạ. Ở đây ha, trên chụp hình xong đã, cái nội dắt tụi con đi coi phim, đi ăn kem. Trời ơi, nội là đúng số 1. Nội si tin đúng không? Nội đúng là si tin. Nè. Dạ. Nè, để mình nghe. Vô tới. Bắt tim. Dạ. Kiểu. Ở kiểu bà. Nè, thấy không, đẹp không? Bà gửi hết cho con đi bà. Gửi hết cho con phải không? Rồi, à. Lấy điện thoại đây bà gửi cho. Bà biết cái gì vậy? Đừng sao xô ra trước vậy? Không có, tại tôi sợ quá. Không may mà, bà đi đi nha. Bà sợ mà bà kêu tôi đi trước vậy. Bà đi trước đi. Bà đi đi. Tối qua tôi xung phong đi trước rồi thì bây giờ tới lượt bà chứ. Thì tối hôm qua bà xung phong mà đi trước lần một rồi thì có chớn rồi bà đi luôn lần hai đi. Tôi chưa có kinh nghiệm đâu nha. Nó xỉu lắm chú Điêu ơi. Được rồi nha, bình tĩnh nha. Để tôi lo. Bà đi nhanh quá, tôi kêu bà đi chậm chậm thôi. Bà chưa bị ma hù chết rồi, bị ma hù chết rồi đó. Tôi xin lỗi, tôi quẹo chân hết đi, hết nổi. Bình tĩnh, hai đứa mình cùng bình tĩnh nha. Từ. Dẫn trưng, đi kế tôi nha. Tôi đang thấy không nhở? Không sao. Ma quỷ. Băng ngày băng mặt. Ma quỷ. Băng ngày băng mặt. Hai cô ơi, dậy hai cô ơi, dậy đi, hai cô ơi, hai cô. Con ma đâu, giọng này của ai vậy? Làm sao tôi biết, đây là giọng của bảo vệ mà. Ôi trời ơi, hai con mắt thì cứ mở diêm diêm không chịu tỉnh. Hay là tôi lấy nước tôi tạt cho hai cô tỉnh nha. Tỉnh chưa? Không cần đâu anh ơi, tôi em tỉnh rồi nè. Ủa sao mình về nhà được nha bà? Đúng rồi.
Hồi nãy ba bảo vệ ơi, có ma, có ma. Mấy đồng bà mà ban ngày ban mặt mà cô ma ma, hai cô làm gì mà la lối âm sùm? Hồi nãy ở cái phòng mà 1702 á, tụi em có ma ma máu máu ơi, máu máu. Mày không à? Anh gì ơi? Anh đây nè. Tụi em nói thiệt mà, tụi em không có tin tụi em. Rồi rồi, bây giờ này, hai cô uống nước đi. Bình tĩnh. Để anh nói nè. Đây, ma quỷ là người. Đây là anh Toàn. Anh Toàn ở cùng chung cư chúng ta, ở kế bên nhà hai cô đó. Ma quỷ gì? Là sao? Xin lỗi hai cô nha, tôi ở Mỹ mới về, chưa quen múi giờ nên mới làm phiền hai cô. Đó, ma đâu? Mượn cái tay, mượn cái tay. Anh này là ở trong cái căn mà 1702 hả? Đúng. Đây là anh Toàn, cùng hàng xóm của chúng ta. Ủa? Vậy sao cứ mỗi lần đi qua nhà là nghe cái tiếng mà cười mang rợ dữ lắm. Anh Toàn, anh giải thích cho hai cô hiểu đi. Xin lỗi hai cô, đó là tiếng chuông điện thoại và tiếng đồng hồ báo thức của tôi thôi. Tại vì tôi ngủ khó tỉnh, sợ trễ việc nên tôi mới cài như vậy. Đó, chỉ là chiếc chuông điện thoại thôi. Chuông điện thoại gì mà thấy ghê quá vậy? Ủa vậy còn sao? Cái lúc mà em hỏi anh về cái căn hộ 1702 á, anh cứ nói chuyện ấp a ấp úng, xong rồi còn nói với em cái gì mà chỉ cần biết kết quả thôi, đừng có biết nguyên nhân sẽ nguy hiểm lắm là sao? là vậy nè. Thì anh biết anh Toàn sắp vô ở, cho nên là anh nói đùa với em thôi, để công em khỏi mất công kêu bạn vô thuê cho nó phiền phức cơ mà. Anh chỉ nói chơi thôi. Trời đất ơi, anh không cho thuê thì cứ nói thẳng là không cho thuê đi. Tự nhiên cứ ba bốn nói vậy làm cho tụi em suy nghĩ tùm lum, xong rồi sợ muốn chết luôn à. Nó vậy cái đàn của hành lang nữa chứ. Ôi, thấy ghê luôn. Cái đèn gì mà... Cái đèn đó hả? Cái đèn nó hư nên anh chưa thiệt thay, xin lỗi hai cô nha. Trời ơi, anh này nữa. Tôi thì bị cái gì mà máu me tùm lum rồi. Dạ, tùm lum hết trơn. Cái đây là tương cà. Tôi có thói quen thích ăn tương cà nên mới khiến hai cô hiểu lầm như vậy thôi. Hả? Thói quen tốn ghê vậy đó. Lửa rồi chị. Vậy là không có ma gì hết hả? Ma quỷ gì hết. Bây giờ hai cô yên tâm chưa? Nha, và lần sau á hai cô á nhớ đừng có la lối âm sùm nữa nha. Lối hồn sao không la cho được? Sao không la được? Em nhìn cái cảnh nó muốn xỉu luôn á. Nãy anh không có chứng kiến cái cảnh mà ảnh xuất hiện luôn kìa. À, hôm qua tôi định qua chào hỏi hai cô mà đang đứng đợi hai cô thì cô dập cái cửa cái tôi bầm luôn nè. Đó. Mẫn ơi, của con nè. Dạ. Ủa mẹ, sao mẹ không có cơm ăn hả mẹ? Ăn đỡ đi con, ăn đỡ đi. Mẹ bận vậy làm gì có thời gian nấu cơm. Ủa, còn nội đâu? Nội làm gì không nấu? Nội á hả? Mọi người chú ý, bà nội bắt đầu mê thần tượng mới. Ôi ôi, sao anh đẹp trai dữ vậy ta? Sao mày gặp ảnh trễ vậy nè, phải gặp sớm hơn mà hay quá rồi. Chanh thủ con. Mọi người mẹ đi trước nha, mẹ đi trước nha. Con muốn tranh thủ xong mà lẹ lên nha con. Ủa mẹ, ba có chuyện gì vậy? Mà ôi ôi Mẫn ơi Mẫn, tự nhiên bà nội thấy con, cái bà nội nhớ là hồi xưa đó, hồi mấy đứa còn nhỏ bà nội thường gội đầu cho hai đứa, nó nhớ không? Dạ nhớ. Bây giờ nội thèm cái cảm giác được gội đầu cho con quá à. Nội gội đầu cho con nha. Nhưng mà con mới gọi sáng rồi nội. Hồi sáng con gội á là tự con gội, còn bây giờ là bà nội gội cho con nha. Chiều bà nội đi ha. Mẫn thôi, bà nội giận ha. Rồi nội. Vậy à, nội gọi cho con nha. Ồ, hồi tối nào coi cái chuyện phim nghe thấy gì đâu. Có anh kia kìa, yêu có chị kia kìa. Ôi chuyện tình đẹp ơi là đẹp đúng không con?
Tên ơi đẹp, hết sức là đẹp luôn á. Em nội kể cho con nha nha. Dạ. Ừ, chuyện là như thế này nè. Ngày xưa đó, có một tình yêu mà dây dưa ba đời với nhau. Cô nàng Hồ Tiên họ Bạch yêu chàng Thái tử Thiên Cung. Rồi nàng Hồ Tiên vì trả thù cho sư phụ cho nên bị mất hết phép thuật, yêu chàng Thái tử mới bị đài lên Thiên Cung. Ui, chịu bao đường trái ngang cực khổ.